Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khai mạc phiên chuẩn bị đại hội lần thứ 13. Phần tin chi tiết thu hàng gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, truyền thông trong nước ngày 25 tháng 1 năm 2021 đồng loạt loan tin. Sáng cùng ngày 25, nhà cầm quyền Cộng sản đã thực hiện một buổi lễ khai mạc trù bị cho Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021. Đại hội được tổ chức với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức, đại diện gần cho 5.200.000 đảng viên cả nước. Trên cơ sở kết quả đại hội đảng bộ thuộc trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu và cử trưởng đoàn đại biểu phân công. 191 đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu, đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Để bảo vệ đại hội toàn bộ lực lượng công an cộng sản tại Hà Nội đã được huy động thực hiện mệnh lệnh bảo vệ đại hội. Nhà cầm quyền đã cấm một số tuyến đường giao thông tại cổng chính của trung tâm hội nghị cộng sản. Lực lượng quân đội cộng sản đã thiết lập kiểm soát, toàn bộ sóng điện thoại đã bị nhà cầm quyền vô hiệu hóa trong bán kính khoảng 1 km nhiều tuyến đường đã bị nhà cầm quyền cấm không cho người dân đi vào. Nhiều người dân bất đồng chính kiến những ngày qua đều bị an ninh cộng sản canh gác trước cửa nhà. Trong ngày 25, nhà cầm quyền mới thực hiện thông qua quy chế làm việc của đại hội. Đầu đoàn chủ tịch báo cáo thẩm tra tư cách các đại biểu cộng sản. Theo dự trù thì ngày 26 sẽ chính thức diễn ra đại hội đảng cộng sản và đại hội kéo dài hai ngày. Bản tin sau đây cho khai Trung Cộng xây dựng các bức tường biên giới với Việt Nam và Myanmar để ngăn chặn người dân ra vào. Việc đóng cửa biên giới đã trở thành một đặc điểm chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhưng quyết định của Trung Cộng về việc xây dựng các bức tường biên giới với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á đã gây ra một sự tranh cãi mới. Cựu Tổng thống Donald Trump trước đây đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới khi công bố kế hoạch xây dựng bức tường biên giới dài hơn 1.600 km nhằm ngăn người di cư Mexico. Tuy nhiên, thì trong lúc đó, Trung Cộng đang thực hiện các dự án ít được biết đến hơn dọc biên giới Việt Nam và Myanmar, và đây giống như là một chương trình quốc gia. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, thì dự án tại Việt Nam liên quan tới một hàng rào sắt cao 4.5 mét, phía trên là hàng rào thép gai dọc theo sông Berlin. Được xây dựng từ năm 2012 tới năm 2017, dự án trị giá 29 triệu Mỹ Kim này được cho là trải dài 12 km nhằm hạn chế việc buôn lậu hàng hóa, ma túy và buôn người. Nó tiếp tục được mở rộng khi các giai đoạn bổ sung được phát triển. Theo ABC News đưa tin, một hàng rào dài vào khoảng 660 km được cho là đã hoàn thành dọc theo biên giới dài 2.000 km của Trung Cộng với Myanmar vào tháng 12 năm 2020 giữa tỉnh Vân Nam của Trung Cộng và tiểu bang Shan ở phía bắc Myanmar. Mặc dù tờ Global Times đã trích dẫn sự cần thiết của Trung Cộng trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và buôn lậu, trong một số trường hợp thì các bức tường này được thiết kế không chỉ để ngăn chặn virus mà còn để giữ người dân bên trong quốc gia. Công sản Việt Nam khánh thành phòng đọc văn hóa Việt Trung tại Hà Nội. Ngày 25 tháng 1 năm 2021, trang Facebook của Tòa Đại sứ Trung Cộng tại Hà Nội loan tin. Vào ngày 21 tháng 1 vừa qua, Học viện Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lễ cách băng khánh thành phòng đọc văn hóa Trung Việt. Đây là dự án do Tòa Đại sứ Trung Cộng tại Việt Nam viện trợ. Tham dự lễ cách băng khánh thành có đại diện phía Cộng sản Việt Nam là Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, trưởng cơ quan đối ngoại bộ công an cộng sản và thiếu tướng trần minh hưởng giám đốc học viện cảnh sát cộng sản còn phía trung cộng là ông doãn hải hồng là tham tán công sứ tại đây ông doãn hải hồng đã tặng sách tiếng hoa có tựa đề tập Cần bình về cai quản đất nước trung cộng cho phía công an cộng sản việt nam bình luận về dự án trên báo công an nhân dân viết rằng việc Tòa Đại sứ Trung Cộng hỗ trợ xây dựng phòng đọc sách văn hóa Việt Trung có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác giảng dạy, nghiên cứu của Học viện. Nơi này hứa hẹn là điểm đến nghiên cứu, học tập, trao đổi cho Công an Việt Nam, Cộng sản Việt Nam về lịch sử, văn hóa, công người Trung Cộng, góp phần gìn giữ và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đảng Cộng sản được bớt sự được biết sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh phía trung cộng cho phép lực lượng hải quân được bắn bất kỳ tàu ngoại quốc nào trên biển đông và người dân việt nam ngày càng bị đe dọa tấn công mạnh mẽ bởi trung cộng ở vùng biển của việt nam tin sau đây cho hay về việc chủ tịch hội nhà báo độc lập việt nam phạm chí dũng không kháng cáo Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng tuyên bố sẽ không kháng cáo về bản án 15 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, đưa ra bởi Tòa án Cộng sản Sài Gòn từ trong phiên xử vào ngày 5 tháng Giêng vừa qua. Trong bản tuyên bố làm tại trại giam Chí Hòa vào ngày 18 tháng 1, có sự chứng kiến của hai luật sư Nguyễn Văn Miến và Đặng Minh Đình Mạnh. Ông Dũng nói rằng, ông không kháng cáo không phải là ông chấp nhận bản án bất công và hà khắc Ông cho rằng việc kháng cáo sẽ không thay đổi diện trạng, bản án đã tuyên vì trong hầu hết các vụ án chính trị, bản án đã được định trước và không thay đổi trong phiên phúc thẩm. Tuy vậy, ông vẫn khuyên hai đồng sự là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy và thành viên trẻ Lê Hữu Minh Tuấn nên kháng cáo. Theo Việt Nam Thời báo thì ông Tuấn đã kháng cáo. Chưa có thông tin là liệu ông Thụy có kháng cáo hay không. Cả hai ông đều bị án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ông Dũng đã gửi lời cảm ơn tới Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu, Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Đức, các cơ quan ngoại giao quốc tế, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đã lên tiếng cho ông và hai đồng sự. Như tin đã đưa, sau phiên tòa bất công vào ngày 5 tháng 1, cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ chế độ Cộng sản Việt Nam. Gần đây nhất là ngày 21 tháng 1, Nghị viện châu Âu kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hủy bỏ tất cả những cáo buộc chống lại ba ông, Dũng, Thủy và Tuấn và trả tự do cho họ. Nguồn tin tức theo liên quan đến việc công nhân Việt Nam ở miền trung Đài Loan giết chim bằng ná cao su để thuốc người xem TikTok. Vào hôm thứ Bảy 23 tháng 1, tin tức đưa tin rằng hai công dân Việt Nam đã bị bắt quả tang giết chim bồ câu và chim sẻ bằng ná cao su, nói với cảnh sát rằng họ chỉ muốn có thêm người theo dõi trên mạng xã hội. Theo CNA đưa tin, cảnh sát ở thị trấn Si Hu Township của huyện Chang County đã phát hiện ra hành vi của hai người này khi họ phát hiện ra cảnh quay về những vụ giết chim giả man trên TikTok. Theo phân tích video, cảnh sát xác định vị trí của những người đàn ông này ở thị trấn Truyền Township trong khi nhạc nền video cho thấy họ có thể là công nhân ngoại quốc. Vào thứ Sáu, 22 tháng 1, cảnh sát đã mời hai công dân Việt Nam họ Nguyễn giải thích về các đoạn video tại khu vực này. Hai người trên là nhân viên của một nhà máy phần cứng địa phương và cho biết rằng họ đơn giản chỉ muốn thu hút nhiều người xem tài khoản TikTok của họ hơn. Theo thờ Taiwan News, đưa tin, họ đã tổ chức ba vụ bắn chim kể từ tháng 9 năm ngoái, nhưng không biết tổng cộng có bao nhiêu con chim bị giết chết. Cảnh sát cho biết hai người này sẽ bị truy tố vì vi phạm đạo luật bảo vệ động vật. Cựu cảnh sát gốc Việt tại Houston và cựu cô nhân Spring có liên quan tới cuộc bạo loạn tại tòa nhà quốc hội ra hầu tòa liên bang. Thưa quý vị, vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 1, một cựu cảnh sát gốc việc tại Houston và một cựu cô nhân Spring đã xuất hiện tại tòa án liên bang để đối mặt với các cáo buộc có liên quan tới cuộc nổi dậy tại tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng 1. Hai nghi can trong cuộc điều tra liên bang này bao gồm ông tâm phạm là cựu cảnh sát Houston và anh Joshua Lola là cựu quân nhân Spring. Một thẩm phán liên bang ra lệnh trong tâm phạm giao nộp passport Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời yêu cầu ông không được liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật. Cả hai đã phải đóng tiền thế chân tại ngoại là 50.000 Mỹ Kim. Sau khi bị phát hiện có liên quan tới việc tham gia vào sự kiện tại tòa nhà quốc hội, ông Tâm Phạm đã bị cho nghỉ hành chính. Sau đó thì ông đã từ chức vào tuần trước và bị bắt giữ vào hôm thứ Tư ngày 20 tháng 1. Ông Tâm Phạm chính thức bị buộc tội vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 1 sau khi mà các cảnh sát liên bang phát hiện ra những hình ảnh đã xóa trên điện thoại di động của ông, chụp ông ở bên trong tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Theo luật sư của ông Tâm Phạm thì ông đã bày tỏ sự xấu hổ về những gì đã xảy ra theo tờ Houston Chronicle đưa tin, thì anh Joshua Lohler đã được cho là đã bị thâu hình trong một video trực tiếp trên Facebook trong lúc mà sâu sát với các cảnh sát trong khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ. Cha của anh Lola lên tiếng bảo vệ hành động của con trai ông. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại để gửi tới quý vị những phóng sự từ cộng đồng. Mời quý vị tiếp tục đón xem.